Quý vị và các bạn, hôm nay cửa hàng Minh Audio Hà Đông lại giới thiệu đến các bác một mẫu mic của Victor. Nếu nói đến Victor thì ấn tượng nhất đối với tôi đó là lời hát. Lời hát của những con âm ly Victor rất ngọt, đấy là đặc trưng của hãng Victor. Đây là một con âm ly cổ và chạy những con STK. Hai con STK nên là tiếng rất trong trẻo, rõ ràng. Nó ngọt cũng là một phần do những con STK này. Và nó có một cái đặc điểm nhận dạng chung của những con âm ly cổ là tiếng ngọt, rất ngọt nha. Thông tin, địa chỉ, cửa hàng rất rõ, Minh Audio Hà Đông, Hà Nội. Các bác có thể gõ địa chỉ trên Google Map, nó sẽ chỉ đường đến tận nơi. Con âm ly này sò zin, nguồn zin, tụ zin. Chuẩn chưa các bác? Mặt tiền đẹp xuất sắc luôn, nó đạt hai tiêu chí: bày đẹp và nghe hay. Tôi dám đảm bảo các bác con này tôi bao phê cho các bác, nghe hay luôn trong tầm giá. Đôi loa tôi đang ghép là một đôi loa rất to của Diatone Bass 32. Nó vẫn chơi tốt để các bác có thể dùng nghe nhạc vàng, nhạc trữ tình. Đã đủ yêu cầu chưa? Đây là mặt sau, các bác sẽ nhìn thấy thông số của nó như sau: 100V, 125W, sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan, Tokyo, Japan. Loa 1, loa 2, trở kháng từ 4 đến 16 ohm, các đường vào âm thanh. Nước sơn tổng thể đằng sau còn sáng choang. Tại Minh Audio Hà Đông thì tôi quay rất rõ luôn. Rất rõ. Nếu sứt mẻ chỗ nào tôi sẽ chĩa thẳng góc quay đến đó ngay. Bởi vì mình có thế nào mình phải bán như vậy. Nên các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng luôn. Hàng trong thời gian bảo hành 2 tuần. Lỗi do sản phẩm, tôi sẵn sàng đổi sản phẩm khác cho các bác. Còn lỗi do mình dùng quá tải, cháy, cắm nhầm điện thì người chơi sẽ phải chịu. Cửa hàng sẽ hỗ trợ mang đi đến những chỗ cửa hàng uy tín để sửa cho các bạn. Thế thôi, tôi sẽ mở to để các bác cảm nhận chất âm của em nó. Đen cũng như vậy. Loa trái, loa phải đều hoạt động tốt. Bán tép ngọt lắm, âm ly này ngọt lắm các bạn ạ. Các bác muốn nó vẩy ít đấy thì gạt lên mức 50, còn nó vẩy căng két thì vặn lên mức 3W. Nó có cái đồng hồ câu hò điêu ly cô bác xem là để chưa nha. Tôi mở lao lớn nha, tôi mở lao lớn nha. Anh hai ơi đi đâu sao không về quê, để lũy tre xuân hồn buồn như mong chờ, đừng quên chung đây câu hò vẫn luôn nhắn âm quay. Các bác đủ phê chưa? Nghe nhạc loa nhà các bác to như thế này không? Có thể bé hơn hoặc to bằng hoặc to hơn một tí. Như đôi loa này là một đôi loa rất to và dòng loa khó tính, vẫn chơi đơn giản với những con âm ly cổ này luôn. Xin chào, hẹn gặp lại. 3,5 triệu. Cái chất âm và cái độ đẹp của nó trên cái giá trị tiền này rất nhiều.